Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân rộn ràng đang gõ cửa từng nhà. Như thành một thông lệ, cứ đến cuối năm, các nhà hảo tâm lại dành tình cảm yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp đến những người nghèo, người kém may mắn hơn, giúp họ có một cái Tết ấm áp hơn, nhất là những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tết này, hàng nghìn suất quà tình nghĩa đã được trao tận tay người nghèo nơi cực Bắc của Tổ quốc, để thực sự là Tết yêu thương của tình người. Phản ánh của phóng viên Trường Giang và Tiến Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những cành đào phai đang khoe sắc trong hồng ấm áp. Cao nguyên đá đã bớt lạnh sau những ngày dài rét đậm. Từ đỉnh Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc, đến các xã vùng sâu, vùng xa như Lũng Phìn, huyện Đồng Văn hay Sủng Trà, Sơn Vĩ, Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Những cái tên không còn xa lạ với mọi người nếu đã một lần hành trình đến với Hà Giang. Vùng biên ải xa xôi, với không gian hùng vĩ và con người mộc mạc, chân tình, quý khách, khiến cho nơi đây trở nên thân thuộc như trong gia đình. Vùng đất khó nhưng kiên cường, vượt qua gian khổ, bám đất bám rừng, giữ gìn từng tấc đất biên cương. Tết đến xuân về, cả nước hướng về nơi địa đầu của Tổ quốc. Vừa qua, chương trình Nhịp cầu nhân ái xuân 2015, Đoàn Thiện nguyện Hà Nội đã trao 500 suất quà trị giá trên 250 triệu đồng cho người dân nghèo Lũng Cú. Nhiều món quà Tết cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh truyền đến người nghèo Hà Giang. Tình yêu thương nhân ái đã làm cho mùa xuân biên giới thêm vui vẻ, ấm áp hơn. Chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, và chúng tôi cũng thực hiện cái chương trình này nằm trong cái phong trào chung của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thôi, chứ cũng không có cái mong muốn gì lớn và có lẽ là cũng không thể chia sẻ được gì nhiều. Thế nhưng mà cũng hy vọng rằng là có thể là làm được nhiều hơn nữa, và những cái chương trình của chúng tôi cũng có cái sức lan tỏa đến cộng đồng để làm sao mà xã hội chúng ta sẽ cùng nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cũng sẽ đến với bà con vùng cao như chúng tôi. Trong không khí nhộn nhịp của cả nước chuẩn bị vui Tết cổ truyền Ất Mùi 2015, nhiều chương trình tặng quà đã được các cấp các ngành và các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh đến trao tặng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trong tỉnh, giúp đỡ hàng vạn hộ nghèo đón Tết đầy đủ, sung túc hơn. Tết về, người nghèo chúng tôi được cán bộ đến tặng quà, ai cũng vui, cảm ơn sự chia sẻ của cán bộ và nhân dân cả nước. Cũng rất là khó khăn, thiếu đất sinh hoạt, nể ngô thì trồng được một vụ, thì nhân dân thì cũng đất thì ít, thì sản xuất thì cũng khó khăn, được đá trên này cũng đá nhiều, thì không có ruộng thì là ngô trồng ngô thôi, vì đậu tương thì trồng được một vụ rất là khó khăn, thì mong đoàn cái tiếp tục quan tâm đấy bà con nhân dân trên vùng cao. Chăm lo Tết cho người nghèo là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Đây cũng là hoạt động an sinh, xã hội. Đảng bộ chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện với phương châm không để hộ dân nào không có Tết. Làm tốt công tác dân vận của Đảng, huy động mọi nguồn lực xã hội giúp đỡ các hộ nghèo có đủ lương thực thực phẩm, vui xuân, đón Tết trong không khí vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Theo đó, các cấp các ngành đã chủ động tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho nhân dân vui xuân đón Tết. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của các huyện và thành phố Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ cùng các xã chăm lo Tết cho các gia đình nghèo, coi đó là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với cái phương châm là mọi người đều có Tết, mọi nhà đều có Tết, rồi lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Đây là một cái phương châm xuyên suốt để mà chăm lo cái Tết cho đồng bào nghèo. Thì với cách làm, với cái phương châm như vậy thì cách làm của mỗi người chúng ta phát huy ngay tại thôn bản, không riêng gì từ cấp huyện xuống, đầu tiên từ thôn bản. Như nay các đồng chí là đồng chí chủ tịch ban dân tỉnh đến tặng quà cho xã Ngọc Linh. Ngọc Linh báo cáo là có những thôn bản đã tự quyên góp bằng những cái cân bằng gạo, bằng tiền mà đã chăm lo cho được người nghèo đến 100.000. Tại thôn bản đã lo cho đồng bào nghèo giá trị đến 100.000, xã cũng đã lo cho đồng bào nghèo một món quà giá trị đến 200.000. Rồi là huyện chủ động mà gạo để cho đồng bào nghèo ăn Tết. Thế thì đấy là những cái đó là cái thiết thực để đồng bào nghèo ăn Tết. Song trùng với đó là tổng thể các kế hoạch các xã, các thôn bản cùng cộng đồng chăm lo cho người nghèo. Truyền thống nhân ái,
đồng cam cộng khổ, sẵn sàng chia sẻ một miếng khi đói bằng một gói khi no là một nét đẹp của dân tộc. Những năm gần đây, phong trào Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của toàn xã hội. Tỉnh Hà Giang cũng đã triển khai nhiều hoạt động kêu gọi các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết. Hàng ngàn gói quà Tết có giá trị từ 200 đến 500 ngàn đồng và các mặt hàng thiết yếu đã được chuyển đến các hộ nghèo trong tỉnh. Cụ thể, như Tập đoàn Xăng Dầu tặng 19 tấn gạo cho 1.900 hộ nghèo tại 19 xã của huyện Đồng Văn. Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản An Thông tặng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người dân xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên và xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê dịp Tết này. Và trong hơn 20 năm, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động ở bất cứ địa phương nào, chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm đến các cái Tết cho cán bộ công nhân viên, cho địa bàn dân cư và công tác an sinh xã hội, trong đó có cái Tết cổ truyền của dân tộc. Thì đối với Hà Giang là một cái tỉnh biên giới, đời sống nhân dân và tỷ lệ hộ nghèo rất là cao, cho nên là cái sự chia sẻ của chúng tôi là thường xuyên trong 6 năm hoạt động tại Hà Giang. Đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như là công ty xăng dầu Hà Giang thì mỗi độ Tết đến xuân về thì trong liên tục trong nhiều năm qua thì đều có những việc làm thiết thực ý nghĩa. Hàng năm thì tập đoàn đều ủy quyền cho công ty xăng dầu Hà Giang để mua 19 tấn gạo tặng cho 1.900 hộ dân ở 19 xã của huyện Đồng Văn. Và cùng với đó thì công ty xăng dầu Hà Giang cũng có những món quà nhỏ cùng với tập đoàn lên trao quà tới tận tay cho các bà con ở vùng cao Đồng Văn. Những cái món quà này đến với bà con thì có thể nói về giá trị, về vật chất thì không lớn, nhưng nó có ý nghĩa về tinh thần, cũng động viên cho bà con tin yêu vào cuộc sống và có sự vươn lên. Và đó là nó cũng thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ của hơn 23.000 người lao động Petrolimex trên khắp mọi miền cả nước đều hướng về Đồng Văn, hướng về Hà Giang. Dành rất nhiều tình cảm cho người nghèo Hà Giang, nhiều tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến tặng quà cho người dân nghèo đón xuân. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Giang đã có trên 14.200 suất quà được các cấp, các ngành trao tận tay các hộ nghèo. Truyền thống lá lành đùm lá rách được phát huy để gắn kết tình người, gắn kết yêu thương, chia sẻ để mọi người dân nghèo vùng cao được đón nhận sự quan tâm đầy ý nghĩa, có giá trị cả về vật chất và tinh thần. Để giúp người nghèo có điều kiện và động lực vươn lên trong cuộc sống, năm 2015, tỉnh ủy Hà Giang đã tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Đối tượng trọng tâm là người khuyết tật, người nghèo. Sự chung tay góp sức này sẽ là đòn bẩy để người dân nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Có như vậy, cuộc vận động mới thực sự mang lại ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm xẻ áo đạo lý của người Việt Nam thì Ban vận động ngày vì nghèo của tỉnh đã vận động tất cả các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để hướng về người nghèo với tinh thần là chăm lo Tết cho người nghèo. Trước hết đối với người nghèo là phấn đấu là không ai không có Tết, đấy là cụ thể số 1 là như vậy. Có nghĩa là mọi người đều phải có Tết và cái nguồn đó lấy ở đâu? Là vận động các tổ chức cá nhân, mỗi người là góp một tí để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp, lấy ít, lấy nhiều người để cho ít người. Đấy là số 1 là như thế. Vấn đề thứ 2 không phải chỉ chăm lo cho người nghèo mà còn phải chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng mỗi độ Tết đến xuân về. Một mùa xuân mới đang về, mang theo cả tình người ấm áp trên mọi miền đất nước dành cho giải đất biên cương đang còn nhiều gian khó. Tết này, người nghèo đã đỡ nhọc nhằn hơn nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng. Nhưng niềm vui sẽ còn nhân lên gấp bội khi Hà Giang không còn là miền đất khó và những người dân nơi đây đã thoát khỏi đói nghèo. Để ước mơ trên trở thành hiện thực, không chỉ có sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang mà còn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của mọi tổ chức, đoàn thể, đồng bào trong nước, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.